Chào đón những người nghe mang dòng máu kỳ đỏ đã đến với kênh YouTube của fan Manchester United tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi mang đến tất cả những thông tin nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu. Để ủng hộ kênh, anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nóng hổi của câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Sau trận đấu kịch tính và rất chặt chẽ giữa MU và Liverpool tại Ngoại hạng Anh, dẫn đến không bên nào ghi được bàn thắng, thì cổ động viên hai đội rất muốn cuộc đối đầu tại FA Cup sẽ diễn ra cởi mở hơn để họ được chứng kiến những cầu thủ con cưng ghi bàn. Dù đang dồn toàn lực vào giải Ngoại hạng Anh, nhưng với một trận đấu có tính chất đá vì danh dự như thế này, thì tất nhiên hai câu lạc bộ vẫn tung ra đội hình cực mạnh, dù vẫn có vài sự thay đổi nhân sự so với lần đối đầu gần nhất. Bên phía MU, huấn luyện viên Solskjaer đã sử dụng Henderson trong khung thành thay cho David De Gea. Đây là điều dễ hiểu vì thủ thành trẻ tuổi này được ưu tiên cho đấu trường cúp. Hàng phòng ngự ông vẫn giữ nguyên. Tứ tiền vệ nổi bật là sự góp mặt ngay từ đầu của Donny van de Beek. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để cầu thủ Hà Lan ghi điểm cho con mắt huấn luyện viên Solskjaer. Phía trên ở hàng tiền đạo cũng có một cầu thủ phải làm được điều tương tự, đó chính là Mason Greenwood. Trận đấu bắt đầu với ý đồ chơi tấn công rõ ràng của MU. Chúng ta tràn sang phần sân của đối phương rất hào hứng và chủ động. Tất nhiên cơ hội cũng đến sớm. Phút thứ 10, Greenwood đi bóng sâu thẳng vào vòng cấm của Liverpool rồi dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ thành bên phía Jacob đã kịp thời khép góc. 4 phút sau lại là gỗ xanh khi anh đang cho thấy sự quyết tâm rất lớn để lấy lại hào quang của mình đã tạo ra ở lượt về năm ngoái. Greenwood có bóng ở cánh phải, anh làm động tác giả trước sự theo kèm của James Milner rồi tung ra cú sút. Đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong găng tấc. Sau khoảng gần 15 phút đầu tiên có phần hơi khớp với MU nhập cuộc quá tốt, thì các cầu thủ Liverpool đã bắt đầu bắt được nhịp chơi để lấy lại thế trận và tạo ra sức ép ngược về khung thành của đội chủ nhà. Phút 19, họ đã có được bàn thắng do công của Salah. Từ một đường chọc khe thông minh ở gần giữa sân của Firmino, tuyển thủ người Ai Cập băng xuống rất thông minh, chiếm khoảng trống khi phát hiện thấy Liên Lốp đứng sai vị trí và sau đó tinh tế bóng qua đầu đánh bại Henderson mà tỷ số trận đấu. Bất ngờ nhận bàn thua, nhưng các cầu thủ MU vẫn bình tĩnh để tìm phương án ghi bàn gỡ hòa. Cuối cùng, cơ hội cũng có, nhưng nó không tự nhiên mà đến, mà phải nhờ vào khả năng lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự đã được cải thiện rất nhiều gần đây của một Pogba. Anh có pha chuyền bóng chuẩn xác ngay trước vòng cấm để cướp bóng rồi mở ra được phản công nhanh thần tốc. Bóng được luân chuyển đến vị trí của Rashford và cầu thủ này cũng đã chuyền rất nhanh lên phía trên cho Mason Greenwood, người đã băng xuống như một mũi tên xanh để bắn vào lưng hàng phòng ngự Liverpool. Gỗ xanh nhận bóng và sút quyết đoán, hạ gục nốt Alisson để quân bình tỷ số 1-1. Và đây cũng chính là pha lập công chấm dứt chuỗi 11 trận ra sân mà không ghi bàn cho MU của Greenwood, chuỗi trận thịt ngòi dài nhất của anh. Bàn thắng này cũng cho thấy Quỷ đỏ vẫn là vô đối ở khoản chơi phản công trên hành tinh này ở thời điểm hiện tại. Những phút cuối của hiệp 1, cả hai câu lạc bộ vẫn chưa ăn miếng trả miếng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hiệp 2 bắt đầu vẫn với kịch bản chơi sân cao tấn công dồn dập của MU, và lần này thì đội chủ nhà đã sớm được đền đáp với bàn thắng rất nhanh của Rashford ở phút thứ 48. Ngài tiến sĩ băng xuống sau những pha phối hợp cùng hai tiền đạo Cavani và Greenwood, khiến cho hệ thống phòng ngự của Liverpool mất phương hướng. Sau đó là cú sút bóng quyết đoán để nâng tỷ số lên 2-1. Đây là pha lập công thứ tư của Rashford sau 5 lần đối đầu với Liverpool trên sân đấu Old Trafford, và không đội bóng nào để cho ngài tiến sĩ chọc thủng lưới nhiều đến vậy. Cũng giống như MU trong hiệp 1, sau khi để thua, Liverpool cũng bình tĩnh lên bóng và tự tạo ra cho mình những cơ hội. Và rồi, 10 phút sau bàn thắng của Rashford thì Salah cũng có được bàn thắng thứ hai cho Liverpool từ một pha phối hợp cũng rất đột biến và chuẩn mực. Có được bàn gỡ hòa, tinh thần thi đấu của Liverpool lên cao và họ tạo ra sức ép ngày một lớn lên khung thành của MU. Đó là lý do tại sao mà huấn luyện viên Solskjaer phải có sự thay đổi nhân sự. Ông tung Fred và Bruno vào sân để bình định thế trận. Và tất nhiên, như mọi khi, huấn luyện viên chả biết gì về chiến thuật này, đã có được pha lập công vu vơ từ tình huống sút phạt ăn rùa của Bruno. Đấy là anti-fan trong cơn cay nói như thế, chứ tôi thì thấy đó là sự đẳng cấp ở mức độ vũ trụ của Solskjaer và Bruno ấy chứ. Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra cân kèo hơn. Tuy nhiên, vẫn có sự tiếc nuối cho cổ động viên của Quỷ đỏ khi Cavani đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc. Tuy nhiên, trận đấu vẫn khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho MU và để chứng tỏ màu đỏ nào của nước Anh mới là màu đỏ thực sự. Giờ thì anh em ta lại tự tin gáy thôi. Thẳng thắn giúp Pogba hồi sinh. Pogba nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới truyền thông, chủ yếu về những lời bình thiếu chuyên nghiệp của người đại diện Mino Raiola. Kể từ khi Raiola tuyên bố Pogba muốn rời MU và gây làn sóng phẫn nộ nơi người hâm mộ, cầu thủ người Pháp đã cải thiện phong độ đáng kể. Pogba đã tạo ra ảnh hưởng ở nhiều trận đấu và ghi những bàn thắng quan trọng. Giờ thì một số đá chính hầu như nằm chắc trong tay của cầu thủ này
khi MU đang cố gắng giữ lấy ngôi đầu ở Premier League. Solskjaer đã nhận được lời khen vì giúp Pogba đặt phong độ tốt nhất, và chiến lược gia người Na Uy cho rằng cuộc nói chuyện thẳng thắn với cầu thủ 27 tuổi đã phát huy tác dụng. Ông nói, nhiệm vụ của Pogba là giữ thể trạng tốt và chơi bóng. Công việc của tôi là phải cởi mở và thành thật với cậu ấy, đưa ra lời khuyên và tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với Pogba cả. Tôi nói chuyện rất cởi mở và thẳng thắn với cậu ấy. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai về lời khuyên của tôi cho Pogba, nhưng tôi luôn có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Pogba đến từ một gia đình tuyệt vời, cậu ấy rất hiểu chuyện, là một chàng trai nhạy cảm và cậu ấy biết tôi đang nói về điều gì khi chúng tôi ngồi lại và trao đổi với nhau. Pogba cũng đáp lại và thẳng thắn với tôi. Điều mà mọi người không thấy được là kể cả khi không thi đấu, cậu ấy cũng đóng góp được rất nhiều điều ở hậu trường. Đôi khi, cậu ấy đóng vai trò là phiên dịch, kể cả khi cậu ấy không thi đấu. Cậu ấy luôn tôn trọng các quyết định của tôi và chúng tôi luôn có một quan hệ làm việc thật tuyệt vời. Đoài Jock bênh bực Solskjaer. Sau khi huấn luyện viên Jose Mourinho bị sa thải, MU bổ nhiệm huấn luyện viên Solskjaer trong vai trò tạm quyền. Nhiều người bất ngờ với quyết định của Quỷ Đỏ bởi ông thầy người Na Uy chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao. Trước đó, ông mới chỉ dẫn dắt Cardiff hay Motherwell. Dưới thời Solskjaer, MU đã chơi khá tốt. Điều đó giúp ông thầy người Na Uy ký được hợp đồng dài hạn. Một giải vừa qua, huấn luyện viên 47 tuổi giúp MU vào top 3 ở Ngoại hạng Anh, qua đó giành quyền tham dự Champions League. Một giải năm nay, MU tiếp tục chịu ấn tượng. Đội chủ sân Old Trafford đang dẫn đầu ở Ngoại hạng Anh. Họ đang có chuỗi 14 trận bất bại ở giải đấu này, trong đó có 11 chiến thắng. Mặc dù đang giúp MU chơi tốt, song nhiều người không đánh giá cao tài năng của huấn luyện viên sinh năm 1972. Nhưng theo cựu tiền đạo Roy Jock, người đồng đội cũ đang bị đối xử thiếu công bằng trên cương vị huấn luyện viên. Ông nói, mọi người chỉ trích và cho rằng Solskjaer vớ bẫm khi được dẫn dắt một đội bóng hàng đầu thế giới, dù đã không làm tốt ở Cardiff hay Motherwell. Nhưng cậu ấy đã chứng minh những nghi ngờ về mình là sai. Solskjaer đã bỏ qua tất cả những lời bàn tán đó, chỉ đi theo niềm tin của mình, sử dụng mọi kinh nghiệm khi còn là cầu thủ. Hãy nhìn xem MU đang ở đâu. Với những gì đã làm được, cậu ấy xứng đáng được tôn trọng. Pogba tự ái vì Fernandes. Kiều về của MU, Paul Parker cho rằng Paul Pogba quyết tâm lấy lại phong độ vì không muốn kém Bruno Fernandes. Parker nói với Eurosport, trong năm 2020, Pogba đã thi đấu dưới cái bóng của Bruno Fernandes. Điều đó chạm vào lòng tự ái của cậu ấy. Pogba được mua về với mức phí khủng, giá trị thương mại, danh tiếng cũng như năng lực chuyên môn của cậu ấy phù hợp với MU. Danh tiếng lớn nhất với một cầu thủ là phải về mặt chuyên môn. Dù Fernandes đến với MU với danh tiếng kém hơn Pogba nhiều, nhưng vị thế của cậu ấy đã vượt trội hơn bởi những nguyên nhân hợp lý. Cậu ấy được đánh giá cao nhất ở hàng tiền vệ ba người như phong độ xuất sắc. Bạn không bao giờ thoát khỏi sự cạnh tranh. Trong mọi ngành nghề, nếu sự cạnh tranh xuất hiện và bạn chỉ biết phiền muộn về nó, bạn sẽ không thể sống sót. Bạn phải tiến bộ để có được sự tôn trọng. Fernandes nhanh chóng trở thành người quan trọng sau khi chuyển đến. Sự tiến bộ của MU gắn liền với cậu ấy, không phải Pogba. Trước đây, Pogba là nhân vật chính vì những nguyên nhân bất hợp lý. Giờ là Fernandes với những bàn thắng và kiến tạo. MU cần Pogba duy trì phong độ như hiện nay để cạnh tranh danh hiệu. Chỉ cần cậu ấy đạt 7 trên 10 phong độ trở lên. Man United vẫn muốn có Koulibaly. Theo báo chí Anh cho biết, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Koulibaly của Napoli. Chiến lược gia người Na Uy vẫn theo đuổi trung vệ người Senegal kể từ khi dẫn dắt Manchester United tới nay nhưng chưa thành công. Nhà báo Jim White ngoài ra còn tiết lộ rằng chủ tịch Aurelio của Napoli chỉ sẵn sàng để Koulibaly ra đi khi nhận được 100 triệu bảng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Gattuso không hề muốn mất cầu thủ 29 tuổi này. Theo đánh giá của trang Transfermarkt, giá trị của Koulibaly chỉ khoảng 53 triệu bảng. Hợp đồng giữa trung vệ người Senegal với Napoli sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. MU đàm phán mua Dembélé. Tờ Sport của Catalonia cho biết MU vừa trở lại bàn đàm phán với Barca về tương lai của Ousmane Dembélé. Hợp đồng của cầu thủ này với Barca có thời hạn đến năm 2022. Đội bóng xứ sở Catalan đang xem xét bán anh, một khi hai bên không tìm thấy thỏa thuận dài hạn. MU rất quan tâm đến cầu thủ chạy cánh người Pháp để tăng cường sức mạnh, nhất là khi tài năng trẻ Mason Greenwood sa sút. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, MU từng đàm phán với Dembélé nhưng không thành công. Theo Sport, bên cạnh MU, Chelsea cũng đang theo đuổi cầu thủ người Pháp. MU nhắm đến viên ngọc quý ở vị trí trung vệ. Có thể nói, Manchester United hiện tại đã có cho mình một bộ khung ổn định, cùng đội hình có chiều sâu. Song huấn luyện viên Solskjaer vẫn có ý định bổ sung lực lượng.
và một trong những vị trí mà ông đang nhắm đến là trung vệ. Tờ 27 dẫn nguồn từ The Sun cho hay, đội chủ sân Old Trafford đang quan tâm đến Nathan Collins, tài năng 19 tuổi thuộc biên chế của Stoke City. Đáng chú ý, không phải Solskjaer mà người đưa Collins vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng của kỳ đỏ là Darren Fletcher, người vừa gia nhập ban huấn luyện của MU cách đây không lâu. Thực tế, trước đây Fletcher cũng đã có quãng thời gian khoác áo của Stoke City, nên dễ hiểu vì sao anh lại để mắt đến một ngôi sao mai của câu lạc bộ này. Về phần Collins, mùa này anh đã có tổng cộng 19 lần ra sân tại Championship, thể hiện nhiều màn trình diễn ấn tượng và đóng góp được 2 bàn thắng. Không chỉ mang tầm ảnh hưởng đáng kể đối với Stoke, mà Collins còn được đánh giá là một trong những cầu thủ trung vệ xuất sắc nhất của Championship. Vì thế, không ít câu lạc bộ khác cũng đang chú ý tới cầu thủ này. Bên cạnh MU, Collins cũng đang được nhiều đội bóng đến từ Premier League quan tâm như Burnley, Crystal Palace hay đặc biệt là Arsenal. Được biết, Stoke City sẽ chấp nhận chia tay viên ngọc quý của mình khi thu về 10 triệu bảng. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.